phố Bắc Hải. Nhưng bây giờ tất cả đã có niềm vui. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm và có lẽ không còn thời gian để gỡ nữa dành cho Indonesia. 1-0 cho các cầu thủ Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công sau rất nhiều công sức. Một tình huống bóng bầu và người ghi bàn là Triệu Việt Hưng. Quý vị khán giả thân mến, không có đội tuyển nào trên thế giới bị trừ điểm nhiều như Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA tháng 2 2024. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam bị trừ 41 điểm, tụt 11 bậc từ vị trí 94 xuống 105 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của các chiến binh sao vàng sau hơn 5 năm, kể từ hạng 100 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA tháng 11-2018. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan, đội đã vươn lên hạng 101 thế giới. Vậy vì sao mà đội tuyển Việt Nam bị văng khỏi top 100 thế giới và viễn cảnh nào sẽ dành cho tương lai đội tuyển nước nhà nếu chúng ta tiếp tục thất bại? Xin mời quý thính giả đón nghe trong số podcast ngày hôm nay. Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2023, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 94 thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, kết quả không tốt của thầy trò huấn luyện viên Philippe Jauzier ở ASEAN Cup 2023 tại Qatar hồi đầu năm đã làm thay đổi tất cả. 3 trận toàn thua trước Nhật Bản 2-4, Indonesia 0-1 và Iraq 2-3 khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm rất nhiều. Đặc biệt là thất bại trước Indonesia, đối thủ kém đến hơn 50 bậc trong bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2023, bị trừ đến 23,26 điểm. Trong khi đó, đối thủ cùng khu vực Thái Lan được cộng 29,97 điểm, tăng 12 bậc lên hạng 101 thế giới nhờ thành tích bất bại ở vòng bảng, 1 thắng, 2 hòa và vào đến vòng 16 đội. Không chỉ Thái Lan, nhiều đội bóng khác cũng thi đấu nổi bật ở ASEAN Cup 2023, qua đó càng đẩy Việt Nam ra khỏi top 100 thế giới. Đội bóng lần đầu giành quyền dự ASEAN Cup, Tajikistan đã vào đến tứ kết sau khi giành một loạt kết quả tốt trước các đối thủ mạnh hơn. Điều này giúp Tajikistan được cộng 23,82 điểm, tăng 7 bậc, hạng 99 thế giới. Đương kim vô địch ASEAN Cup 2023 Qatar được cộng nhiều điểm nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2 2024 với 92,04 điểm, tăng 21 bậc lên vị trí thứ 37 thế giới. Tương tự, đương kim Á quân Jordan cũng được cộng đến 70,97 điểm để tăng 17 bậc lên thứ 70 thế giới. Ngoài ASEAN Cup 2023, CAN 2023 cũng góp phần đẩy đội tuyển Việt Nam ra khỏi top 100. Nhiều đội bóng yếu Angola lọt vào đến tứ kết được cộng đến 70,06 điểm, tăng 24 bậc lên 93 thế giới. Khi mới đến Việt Nam vào tháng 10/2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề ra mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 trong bảng xếp hạng FIFA. Khi đó, đội tuyển Việt Nam đang đứng tận hạng 130 thế giới, hạng 2 khu vực sau Philippines, hạng 123 thế giới. Thái Lan xếp thứ 3 khu vực với hạng 137 thế giới. Chỉ mất đúng một năm, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thực hiện lời hứa của mình. Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 100 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA tháng 11-2018. Còn ngôi số 1 khu vực, đội tuyển Việt Nam đã lấy từ tháng 12-2017. Không chỉ thăng tiến trong bảng xếp hạng 100 thế giới, để có lợi thế khi bốc thăm chia bảng ở các giải đấu lớn của châu lục, đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo còn giành nhiều thành tích ấn tượng. Giờ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Jauzier, đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên văng ra khỏi top 100 thế giới sau hơn 5 năm, đồng thời mất luôn ngôi số 1 khu vực về tay Thái Lan. Tính tổng cộng dưới thời nhà cầm quân người Pháp, đội tuyển Việt Nam thua đến 8 và thắng 4 trận, trong đó 3 trận thắng đến từ các trận giao hữu với đối thủ vừa hoặc yếu hơn và 1 trận thắng trước Philippines có thứ hạng FIFA thấp hơn, khiến điểm số được cộng khá thấp. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quan trọng với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào ngày 21 tháng 3 sân Gelora Bung Karno và ngày 26 tháng 3 sân Mỹ Đình. Nếu không thể thắng đối thủ vẫn đang xếp sau mình đến 37 bậc trong bảng xếp hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam không chỉ có nguy cơ bị loại mà còn tiếp tục tụt hạng ở bảng xếp hạng FIFA trong thời gian tới. Quý vị nghĩ sao về những thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe số